khi bao công ơn cô thầy, những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Khi bao công ơn cô thầy, những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Huyền Vy rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay. Các bạn thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức bài hát Lời Thầy Cô, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Đăng qua phần thể hiện của các bạn Thùy Na, Huỳnh Phương Uyên, Nhật Tân và Lê Phương Uyên là những gương mặt tiêu biểu trong phong trào ca hát của thiếu nhi huyện núi Hiệp Đức hôm nay. Đây chính là tấm lòng, là tình cảm mà các bạn dành tặng cho quý thầy cô giáo thân yêu, là món quà nhiều ý nghĩa dâng lên chào mừng năm học mới 2019-2020 này. Các bạn ạ, điều đặc biệt là không chỉ hát hay, múa đẹp, các bạn Thùy Na, Huỳnh Phương Uyên, Nhật Tân và Lê Phương Uyên còn luôn ấp ủ, niềm mơ ước sẽ học thật giỏi, sẽ giành được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô. Và qua các năm học, bằng những cố gắng, nỗ lực của mỗi người, các bạn ấy đều là học sinh xuất sắc, học giỏi đều các môn và đạt rất nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh. Trong đó, đặc biệt là các bộ môn tiếng Anh, thuyết trình văn học, vẽ tranh v.v. mang vinh quang về cho gia đình, nhà trường và quê hương Hiệp Đức thân yêu. Bây giờ, chúng ta cùng đến với bài hát Tuổi 15, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục qua phần thể hiện của giọng ca rất dễ thương Huỳnh Phương Uyên, để càng hiểu thêm bao mơ ước tươi đẹp của tuổi thơ học trò hôm nay các bạn nhé. Yeah.
phát huy năng khiếu và lòng nhiệt tình của lứa tuổi học trò. Các bạn Thùy Na, Huỳnh Phương Uyên, Nhật Tân và Lê Phương Uyên luôn là những con chim đầu đàn trong các phong trào ca hát, trong các chương trình hoạt động của đội tại nhà trường và địa phương Hiệp Đức. Bài giọng ca trong sáng, khỏe khoắn và tươi vui của mình hàng năm bên cạnh việc đóng góp hiệu quả cho phong trào, các bạn ấy còn giành nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội thi, hội diễn nghệ thuật dành cho thiếu niên, nhi đồng các cấp, góp phần làm rực rỡ thêm vườn hoa nghệ thuật của quê hương nhà. Những tiết mục mà chúng ta vừa được thưởng thức ở trên cũng như sau đây chính là những minh chứng cho khả năng ca hát của các hạt nhân tiêu biểu này. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi các bạn nhé!
Tuổi thơ em như tia nắng mai, vui tung tăng bước trên đường phố dài. Tuổi thơ thanh thang mây trắng bay, có ước mơ qua cùng trời tương lai. Tuổi thơ em như bước mang non, trong tình thương quê hương bao ước vọng. Giờ ngày mai chia tay với thân quang, em tự hào mang non tiến lên đoàn. Qua cùng trời tương lai, tuổi thơ em như bước mang non, trong tình thương quê hương bao ước vọng. Giờ ngày mai chia tay với khăn quàng, em tự hào mang non tiến lên đoàn. Hôn em trong ngoan ngắm công học hành, mai như trên bay xa thắm phương trời rộng. Cùng trời tương lai, tuổi thơ em như bước mang non, trong tình thương quê hương bao ước vọng. Giờ ngày mai chia tay với khăn quàng, em tự hào mang non tiến lên đoàn. Hôn em trong ngoan ngắm công học hành, mai như trên bay xa thắm phương trời rộng. Qua cùng trời tương lai, tuổi thơ em như bước mang non, trong tình thương quê hương bao ước vọng. Giờ ngày mai chia tay với khăn quàng, em tự hào mang non tiến lên đoàn. Hôn em trong ngoan ngắm công học hành, mai như trên bay xa thắm phương trời rộng. Chương trình giai điệu tuổi thơ giới thiệu một số giọng ca hay cho phong trào ca hát của thiếu nhi huyện núi Hiệp Đức xin được khép lại tại đây. Huyền Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau.